ông xã em number one, number one, number one. Ông xã sẽ yêu em hoài. Ông xã về rồi. Ê, chồng về, chồng về. Chồng mệt không? Đây vợ cất cho. Mệt cho đi rửa, rửa bóng đèn nhà bà Năm á. Mệt quá trời, đói bụng quá, em có nấu cái gì cho anh ăn không? Không. Là chiều. Hôm nay không có ăn cơm nhà. Hôm nay mình sẽ đi nhà hàng, ăn nhà hàng để chúc mừng anh. À, ăn mừng cái gì? Thì ăn mừng cái chuyện hên đến với nhà mình chứ cái gì? Qua trời, nhà mình trúng số hả? Trúng mấy tờ, được mấy tỷ mình mua cái căn nhà này luôn. Xong rồi mình cho bà cô Len mướn lại, mình làm chủ. Anh bị điên à? Trời chịu. Em nói trúng số hồi nào, em có bao giờ chơi vé số đâu mà trúng. Cái em nói làm sao mà đi ăn nhà hàng? Ăn mừng là từ nay về sau mình có quý nhân giúp đỡ. Thế không? Đúng rồi. Quý nhân giúp đỡ. Ha, quý nhân kìa. À, anh là quý nhân của nhà em. À, anh giúp cái gì vậy? Không sao, không sao, không sao. Đừng có vội mừng. Nói chung là chuyện mà anh giúp em là chuyện nhỏ thôi mà. Đã quá. Quý nhân ơi, vậy là hôm nay nhà mình được đi ăn nhà hàng. Có quý nhân mời đi ăn nhà hàng quá đẻ luôn. Em là phải ăn nhà hàng 4 sao nó mới đúng đẳng cấp nha. Chứ ăn mà ăn bình dân quá nó không có đúng đẳng cấp của em. Giúp ở đây có nghĩa là ảnh giúp xin việc làm cho anh á. Ừ. Một việc làm, việc nhẹ lương cao, không đòi hỏi trình độ, được không? Chỉ cần cậu dáng thẳng đứng, mắt nhìn xa xăm, mặt lạnh lùng, bước tới bước lui, thế là được. Sao không được đâu, anh nghĩ làm chiêu mà em đi làm người mẫu được, em không có làm được đâu. Không có. Trời đất ơi, chuyện đó được đâu. Trời ơi, cậu nghĩ sao vậy? Trời đất, anh nghĩ sao anh làm người mẫu được vậy? Thật ra là anh làm bảo vệ. Đó, bảo vệ. Ừ. Rồi, cậu chỉ cần đi qua đi lại. Có điều tôi thấy là nó hơi ảnh hưởng tới tính mạng chút xíu. Không, nhưng mà không sao đâu, cái xác suất chết đó, nó cũng không có cao lắm đâu. Ừ. Bảo vệ mà có gì mà xác suất chết trong đó nữa trời. Có gì đâu mà sợ. Trời, đơn giản dễ hiểu quá mà. Bây giờ tôi là ăn cướp nè, cậu là bảo vệ. Tôi bước vô nhà máy, cái người đầu tiên tôi giết lại thằng bảo vệ. Đúng rồi. Quả, bởi vậy cậu thấy chưa, việc nhẹ lương cao không cần trình độ. Sợ cái gì, mấy thằng ăn cướp là mũi. Em có vỏ này. Hay quá vậy. Mấy thằng ăn cướp vô em bập tay cho mấy bập là nó sợ em liền. Hay quá, bắt tay bắt tay. Cái là nó thấy em là bảo vệ là nó nhìn cái body của em mà nó sợ, nó không có dám vô ăn cướp đâu. Hay quá. Bởi vậy cậu rất xứng đáng trở thành một bảo vệ tối cao của nhà máy của tôi. Mà bảo vệ tối cao luôn. Cậu có chịu làm hay không? Em lấy em liền, không sợ gì. Hay quá. Giỏi quá, chồng tôi sẽ giỏi về báo cáo với sếp. Tôi báo cáo với sếp vụ này. Dạ. Yeah. À mà quên nữa. À, cậu đi làm á thì nhớ dặn vợ cậu ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thận nha. Cái gì vậy trời? Chứ cậu đi làm ban đêm mà phụ nữ ở nhà có một mình không khóa cửa cẩn thận, cướp vô nhà là có chuyện đó. Ủa lem ban đêm là sao? Thì cậu làm bảo vệ trực ca đêm từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Công việc đơn giản quá mà. Tôi nói lại cho cậu biết, yếu tố tính chất công việc của cậu chỉ đơn giản là mỗi ngày có mặt từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng, cứ đi vòng vòng khu cái nhà máy của tôi. Mà nói trước, cái khu nhà máy của tôi nó đồng không mong hoành lắm. Thí dụ mà lỡ mà có thấy bóng trắng xẹt qua thì cũng đừng sợ, bởi vì đó chỉ là một cái bóng trắng thôi. Đừng sợ, không sao hết. Nghỉ vẻ đâu đi, nghỉ vẻ đi. Sao vậy? Sao mày nghĩ làm sao mà bắt người ta canh buổi đêm? Hiểu. Tức là sợ là trực ở ngoài cái lạnh. Lạnh cái không trực được, thích vô trong nhà máy gì. Trong đi. Vô trong cho nó an toàn ha. Trời sáng sủa. Bên trong nhà máy của tôi chả có gì hết, không một bóng người, chỉ toàn máy móc thôi. Mà máy móc quá trời quá đất, nó có rất nhiều ngóc ngách. Nhiều khi á, tôi bước vô đó tôi còn đi lạc nữa mà. Đi lạc 3 ngày 3 đêm tìm đường ra luôn. Bây giờ làm được không? Thích ở trong hay ở ngoài? Nó có nhiều ngóc ngách luôn. Ừ, dễ đi lạc lắm. Không nghĩ phẻ đi, trời ơi, sao bà bắt người ta ở một mình hoài vậy? Đừng có ngại ngần mấy cái chuyện này. Em thấy cái chuyện công chuyện này rất là tốt, anh cứ làm đi. Trời ơi, làm bảo vệ hả, làm ban đêm mà làm trong nhà máy. Ôi nó vừa mát nè, mà nó lại yên tĩnh nữa. Đúng. Anh làm á, anh kết hợp anh thiền cũng được. Ừ. Ê bậy. Bị điên hả bà nào? Thì nó yên. Ta đi làm bảo vệ mà thiền gì trong này. Đúng rồi. Anh không có rồi, chuyển em rồi sang làm ca sáng đi. Ca sáng sao mà được, ca sáng có người làm rồi. Mà cái thằng trực ca sáng á, vì nó sợ ma cho nên nó không chịu làm ca đêm. Thì em cũng giống nó vậy. Sợ ma.